Xin chào các bạn xem kênh. Hôm nay mình có đi núi Tô, mình lại quay lại đoạn trên Săn Tiên cho các bạn xem. Đây là tảng đá nằm ngủ đó các bạn. Tảng đá chứ kênh có mấy cục đá nhỏ dưới này kệ lên. Ở đây có cái đường hương thờ nè các bạn. Đây là Săn Tiên của núi Tô, quay chia sẻ cho các bạn xem nha. Hướng dưới đó là điện thờ Ngọc Hoàng đó các bạn. Đây là khu vực Săn Tiên của núi Tô này. Hướng thì sớm là ở trên mình đi xuống nè, có tảng đá nằm đó các bạn. Đây có cái miếng nhỏ nè, còn đó là cái quán xa xa đó các bạn, quán. Còn dưới đây thì thờ Ngọc Hoàng, Thượng Đế với Tiên Cô, Tổ Cô. Bạn thấy không? Chiều này nắng quá. Để mình xuống mình quay cho các bạn xem cái bàn Săn Tiên nha. Trên đây các bạn Săn Tiên là cái điểm cũng nổi tiếng đó các bạn. Phía xa xa là những đồng ruộng nhìn đẹp lắm. Đứng trên luôn nha các bạn. Này, bạn thấy không? Bằng Săn Tiên nè. Theo hướng tay mình chỉ đây. Săn Tiên núi Cô Tô. Đồng hành với đi với mình hôm nay là Nhấp này nha các bạn. Thấy cảnh đẹp quá, anh quay lên chia sẻ cho các bạn xem. Đây là điện thờ của Ngọc Hoàng Thượng Đế nè các bạn. Quay cho các bạn xem nha. Nam Mô Di Đà Phật. Bên đây có cái nhà mát nè, có cái quán nữa mà sao hôm nay không thấy chủ quán. Còn phía bên đó là dưới giải đồng bằng, núi đó là hướng đó là núi Bà Đỡ Ơn đó các bạn. Còn bên đây là núi Cấm, núi Cấm mình. Dưới đó là bàn Săn Tiên, sáng mình có đi tham quan cho xem đã xong đó.
Để mình lấy cục đá mình khỏi cho các bạn xem ngay, dưới này nó bọng như này các bạn. Chỗ này nó bọng nè. Còn này cũng bọng nè. Cái này bọng nhiều nè. Bọng như này nè. Còn này thì đá nguyên khối nó không kêu. Khỏi đây kêu.